Mới đây, Oppo đã chính thức ra mắt Reno 6 tại Việt Nam với nhiều tính năng chụp ảnh hấp dẫn cũng như phần cứng mạnh mẽ mang lại trải nghiệm 5G tốc độ cao. Đầu tiên, Reno 6 nổi bật khi được trang bị 3 camera AI 64MP, 8MP, 2MP ở mặt sau và camera selfie 32MP ở mặt trước. Sản phẩm cũng có cảm biến nhiệt độ màu giúp ghi lại màu sắc một cách trung thực hơn. Chiếc điện thoại được trang bị màn hình AMOLED 6,4 inch và đạt chứng chỉ bảo vệ mắt toàn diện SGS. Máy sẽ có RAM 8GB và bộ nhớ trong 128GB. Ngoài ra, người dùng cũng có thể bổ sung thêm 2GB, 3GB, 5GB từ ROM nếu sử dụng hết RAM. Máy có thỏi pin dung lượng 4300mAh, hỗ trợ sạc siêu nhanh cho phép nạp đầy năng lượng chỉ trong vòng 28 phút. Reno 6 5G sử dụng hệ điều hành ColorOS 11 dựa trên Android do Oppo thiết kế, giúp mang lại trải nghiệm mượt mà và trực quan. Về thiết kế, sản phẩm chỉ mỏng 7,59mm và nhẹ 182g. Với hai màu sắc ấn tượng là bạc đa sắc và đen huyền bí, Oppo Reno 6 5G sẽ chính thức được mở bán tại Việt Nam từ ngày 7 tháng 8 với giá từ 12,99 triệu đồng.